Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp, một là cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy, đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Trời, cái thằng gờ rắc này đấy các bạn ạ, cứ toàn là cái kéo bôi như thế này thôi. Chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ có những cái kinh nghiệm mà đáng lưu ý khi tất cả các bạn đi ránh đơn đỉnh cao, đặc biệt đánh Nakroth lên full đam. Ôi trời, như thế vấn đề bị kéo tới hai lần. Cái thằng Garak đấy. Trời, bạn Alip, bạn ra đừng dừa thằng Garak đi. Rồi, ránh đơn không có cốn anh em ạ. Phải chấp nhận, đừng nói là kéo thêm bắt rồi nhá. Rồi, chuẩn bị ăn được này. Ôi, chế. Ui, trời ơi, chế cái kiểu gì mà như vậy thì chơi gì rồi. Lấy bắn thọt các bạn nhá. Đấy, đây là một trận đấu thọt ở dạng đô game nhưng không sao hết. Và clip này mình nghĩ nó sẽ rất là bổ ích dành cho tất cả các bạn nào đang còn chơi Nakroth ở rank đơn đỉnh cao không có côn và không có gì cả. Mà đặc biệt chúng ta liên tục... Ốp! Trời ơi các bạn ơi, nhìn này, nó rất là khó chịu anh em, mình cay nó lắm rồi. Thôi không farm ở đâu, không farm, nó giết nó luôn, giết lá lên, giết, không farm nữa. Đấy đâu. Rồi, tao coi mấy chạy đâu, đà đời chưa. Tao cay mới lắm rồi đó. Rồi từ từ phá một chút lên level 4 này anh em ạ. Phải lên level 4 đi nào. Đấy mình còn rồi, hồi máu hồi mana phát đấy rồi. Hồi level 4 rồi, thằng Natalia trước một màn rồi. Tiếp tục thằng Zephyr đâu rồi. Thôi thằng Phoenix này được. Rồi Zephyr đấy rồi. Đây. Rồi chưa ba. Ok ba màn ngon lấy. Ui thêm một búa sánh nữa. Tao chơi mình đi luôn nhỉ. Ồ xong cái pha lồi luôn. Rồi xong đái rồi một. Rồi pha này hơi khủng lưu một chút các bạn nhé. Rồi. Và để trước tiên đến với những siêu phẩm thì mình xin giới thiệu một chút trong bạn nào có nhu cầu mua quân huy. Thực sự quân huy thì nói chung là đây là một cái hàng an toàn. Hàng này ấy, là hàng không bảo hành nhưng tỷ lệ bán nó hầu như là trước từ lúc mình bán đến dư là chưa có. Cái đợt trước lâu kia, cái đợt đầu ấy, cách đấy phải mấy tháng ấy, thì mình có bán một đợt quân huy bán tầm vài trăm nick thì bị bán tầm khoảng 3 nick. Bị bán 3 nick, nhưng cái đợt này bán hơn 170 nick thôi, nhưng chưa bị các bạn nhé. Cái đợt này hầu như là không bị. Đấy, cho nên đây là hàng an toàn, không có bảo hành các bạn nhé. Không có bảo hành. Cho nên các bạn nào có nhu cầu mua quân huy thì hãy nhắn tin vào số Zalo. Và có nhu cầu chọn nick thì các bạn nhắn tin vào số Zalo cho mình. Mình sẽ trực tiếp nhắn tin và hỗ trợ tất cả các bạn mọi thắc mắc mà các bạn cần phải. Rồi chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính. Nakroth, khi các bạn đánh ở trong cái giai đoạn đầu game này mình nghỉ, các bạn chơi rất tốt ở giai đoạn đầu và giữa game thôi. Nhưng Nakroth nó, các bạn thường bị mắc một cái lỗi ấy, khi các bạn sẽ nghỉ Nakroth nó giống như ngày xưa các bạn nhé, là có thể bay vào combat. Các bạn cứ vỉn vào cái giảm 25% sát thương khi dùng chiêu bài ấy, các bạn nghỉ nó rất mạnh, nhưng không, 25% sát thương nó rất nhỏ đối với cái lượng máu của thằng Nakroth. Thằng Nakroth nó là một trong những cái máu giấy, nó tương tự như máu thằng xạ thủ đi. Giảm có 25% sát thương thì nó không ổi giờ ơi gì cả, mất trong vòng chỉ được vài giây chiêu ba thôi thì các bạn sẽ bốc hơi ngay lập tức. Các bạn sẽ thương mắc cái lỗi là các bạn nghỉ, các bạn xanh, các bạn sẽ bay vào hai thằng cái đến ba thằng đấy, sẽ bay vào hai thằng đến ba thằng, các bạn sẽ nghỉ lên như vậy, không các bạn sẽ bị bốc hơi và các bạn chỉ cần chết một hai mạng lên game thì các bạn sẽ bị mất đi một cái đó là cái feeling, cái cảm giác đánh hay ở đâu bây giờ game. Đây phá này rồi, ok let's go, lùi ra bật tủ chết rồi, chúc mừng. Đấy, thực sự cái pha này thì một đội hai, mình xác định một đội hai là cũng rất là ok rồi, nhưng cái pha này các bạn thấy chứ, nó rất là yếu, thằng Nakroth rất yếu, chứ mặc dù chưa ba như vậy mà đam vẫn là ra đi đấy. Rồi cho nên một cái điểm đáng lưu ý khi các bạn chơi Nakroth lên full đam thì các bạn bắt buộc phải gọi là đây là một vị tướng không dành cho con bắt tổng nhé, không dành cho con bắt tổng đâu với late game nhé. Cho nên các bạn phải nhớ cho mình cái lối chơi Nakroth, khi pick Nakroth ở phiên bản này thì các bạn sẽ chơi như nào, con bắt thì nó sẽ lao vào một cái đến hai thằng bị cô lập,
chúng ta là sát thủ cho nên chỉ lao vào những vị tướng cô lập và bắt lẻ đẩy lẻ. Đây là cái lối chơi của Nakaroth phiên bản này. Đặc biệt các bạn chơi rất đỉnh cao, hãy nhớ cho mình nhé. Chứ các bạn nó pick Nakaroth phiên bản này mà các bạn chờ team có bắt tổng 5 năm chỉ đâu game thôi. Thằng này chỉ ra là đâu game thôi các bạn này. Đâu game nó có bắt tổng nó nắm được, những tâm rửa game trở đi một chút, chỉ cần team địch có một chút đô thôi thì chúng ta cầm Nakaroth không thể nào có bắt tổng được. Mà đặc biệt rằng Nakaroth không phải là một vị tướng có thể mở có mắt giáo đánh tốt như ngày xưa nữa, mà nó chơi theo thiên hướng như nào, team những vị tướng cô lập bất kể là cái thằng nào, thậm chí thằng Grunt, thậm chí thằng Zephyr, nó mà thấp máu một chút bị cô lập thì chúng nó sẽ bay vào ăn nó. Đấy là cách chơi Nakaroth mô này. Và làm thế nào để Nakaroth có thể giúp chiến thắng cho team? Đấy bằng cách khi các bạn đi rừng, bắt buộc tối thiểu các bạn phải là người đẩy những cái đường lính cao và các bạn sẽ đẩy lẻ, và hầu như tỷ lệ thắng của Nakaroth đẩy lẻ ở mùa này nó rất cao các bạn nhé, rất cao đấy. Nakaroth từ để mình đánh cái Panada từ rồi chim cút đấy, mình sẽ nói tiếp này. Nakaroth là một vị tướng, nó có thể chơi rất hay ở những cái giai đoạn này, ép cho team địch còn bốn vị tướng và mình sẽ lao về đánh nát như bốn như nào. Chẳng hạn không biết trận đấu này có một trận đấu lật keo không, nhưng mà từ bình tĩnh, nhưng mà nếu mà có trận đấu lật keo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hay hơn, thực sự là hay. Ồ trời ơi, cái thằng Grunt này hay kéo, mình rất hay chết những cái pha mà lao và đánh Grunt mà Grunt kéo xong nó bắt đầu là bị cấm lằng phát, là bị hút thương chết như vậy. Đấy, cái này mình sẽ lên full down nhá. Đấy rồi, nếu các bạn mới gặp những trận đấu bị lật keo ấy thì nó sẽ đấm vào thiên hướng đầy lẻ. Đẩy lẻ ở đây mục đích không thể đẩy win được ngay đâu, mà đẩy lẻ ở đây một cách giảm cách team địch, không cho team địch có mắt tổng. Đấy các bạn thấy chưa, hai thằng bị cô lập thì mình sẽ bay vào luôn. Đấy cách ra vào mình rất đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần là gọi là hiểu được thằng nào chơi gì làm gì đấy. Chứ các bạn bây giờ mà thấy hai thằng phun máu các bạn bay vào, các bạn dùng chiêu ba đấy, dùng chiêu ba cái pha vừa rồi á thì chả bốc hơi. Đấy, cái pha vừa rồi mình mục đích của mình ấy chỉ bay vào quẹt và phát bay ra đấy, thì như vậy thôi. Còn bây giờ mà các bạn thấy hai ba thằng phun máu bay vào combo luôn thì nói thật các bạn ạ, giảm 50% sát thương cũng không thể trụ nổi, chứ không phải là 25% sát thương đâu. Cho nên là clip này mình chỉ muốn nói bởi vì mình chơi gặp rất nhiều bản năng nó đánh rất hay ở đâu bây giờ ấy, đánh rất là hay và rất là sạch nhá, cái bản thân mình đã từng gặp, nhưng lết game lại thua. Mà cuối gần nhất nhất là một trận lái tim của một bản Nakaroth đánh với mình Karinak, bản ăn mình ba mạng ở đâu game rất là xanh, và áo cái lượng vàng của mình ở phút thứ ba thứ tư tầm 2000 vàng, mình nói chết cha đó, mình thọt thế này sao mà chơi được 2000 vàng vậy đấy. Nhưng thằng Nakaroth nó bị một cái rồi, nó bị nó xanh quá, nó nghỉ nó cân được 2 cân được 3 đấy, thì nó toàn mở con bắt bay vào 2-3 thằng thì bản toàn sốc chết. Cuối cùng phút thứ 9 thứ 10 mình hơn ngược lại nó 3 cái vàng đấy. Bởi vì cái tâm lý của thằng Nakaroth này ấy, thì các bạn chế sánh đâu game mà các bạn chỉ cần chết 2-3 mạng liên tục, bởi vì các bạn đang chưa hiểu thằng Nakaroth thì các bạn sẽ biến thằng Nakaroth mà thọt nhất tim luôn, thọt nhất tim. Các bạn sinh ra các bạn chỉ việc trả thù đấy, các bạn đi tìm thằng để trả thù, người sinh ra trả thù cho người cung chết ngược lại đâm Nakaroth thọt. Cho nên cái clip này mình chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn rằng chúng ta chơi Nakaroth chúng ta phải hiểu nó, chúng ta phải biết nó ở trong cái mùa này nó không còn như trước nữa đâu. Đấy có phải là một vị tướng có thể bay vào 2-3 vị tướng phun máu để mở combat như trước nữa, mà chỉ bay vào khi team địch nó không còn chiêu thức để giết các bạn, hoặc là những vị tướng nó còn thấp máu, ít máu, đang còn bị cô lập. Đấy, nó chỉ bay vào combat được như vậy thôi. Thì các bạn phải hiểu được cái vị tướng này để các bạn chơi, để lần sau, đặc biệt là các bạn đi đánh đơn được cơ. Đấy, đánh đơn là một cái vị một cái trận đấu các bạn rất dễ tận dụng thằng Nakaroth, và thằng Nakaroth rất dễ để áp dụng vào trong những cái gọi là cố lập mục tiêu, bởi vì team địch không còn có tiền nói chung. Đấy, nó cũng thể có mắt tổng được. Đấy, nó cũng thể côn nhau để có mắt tổng bắt thằng Na được. Mà các bạn hãy nhìn cách mình ra vào đây, thấy chưa? Hết chiêu thức cố lập là xích như cái con lích xích luôn. Đấy các bạn đơn giản chưa? Đấy lao vào. Đây không phải là cái ép mảng nhá. Như bạn nói vậy, anh cần lao thì tím đánh với anh vào anh cái ép mảng như vậy thì chơi như vậy chả hay ho gì cả. Chơi như vậy ai mà chả chơi được, thì tím mình đánh nhau rồi bỏ mặc đây, không anh không ra đánh mục đích là chiến thắng. Thằng Nakaroth là như vậy chứ dư giải gì mà thằng giấy phít phun máu, thằng Victor phun máu mà bay vào để cho nổi zone hà em, thằng Nakaroth làm gì nó có thể là sống sót được. Đấy, cho nên là chất tướng nào thì phù hợp tốt được thị trận đấy thì mình sẽ khuyến các bạn chơi theo cái thị trận để cho phù hợp, miễn để các bạn win. Đấy, thằng Nakaroth hiện tại bây giờ để mà chơi cái lối chơi này thì nó win phần nhiều hơn là các bạn thích nhảy vào 2-3 thằng phía bản xanh. Cho nên
Hiện tại bây giờ mình đã thấy các bạn trẻ đang cắt tóc ở giai đoạn đầu, bây giờ game rất là xanh thôi. Mình chỉ có một góp ý, rằng các bạn phải hiểu na cơ rốt, các bạn phải hiểu ở cái mùa này để các bạn chơi thật tốt. Và bây giờ thì chơi như thế nào cũng quý thôi, và mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Và có ý kiến gì hãy để lại phía bình luận để mình biết được rằng bản thân mình có thiếu sót đâu, và chúng mình sẽ góp ý một chút. Và các bạn đừng quên rằng hãy để lại mình một nút comment nha. Và tất cả các bạn đến mai yêu, bye bye.